Màn tái xuất ngoạn mục của các nàng hậu từng bị chê bai nhan sắc. Một, Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Khi đăng quang 10 năm trước, Kỳ Duyên bị chê già trước tuổi. Cư dân mạng nhận định trong cô kém sắc hơn so với á hậu một lúc bấy giờ. Bên cạnh đó, những năm đầu mới lên ngôi, Kỳ Duyên thường xuyên bị nhắc nhở vì có thân hình tròn trịa. Quay trở lại đường đua nhan sắc Miss Universe 2024, Kỳ Duyên một lần nữa khiến dư luận phải bàn tán. Nhưng trái với những lời so sánh khó nghe lúc trước, giờ đây người đẹp nhận được nhiều phản ứng tích cực. Netizen thậm chí còn hô hào, đội luôn vương miệng cho cô hay đùa rằng Kỳ Duyên tham gia là để giúp chương trình tìm á hậu. Ở tuổi 28, sắc vóc của Kỳ Duyên thăng hạng thấy rõ. Những năm qua cô cũng đã làm việc hết mình, chứng minh được tài năng, sự chăm chỉ và nghiêm túc. Nàng hậu từng ngồi ghế huấn luyện viên giờ lúc 2017, giờ phây 2023. Sải bước cho hàng chục show thời trang danh giá. Cùng với đó, Kỳ Duyên cũng thành công trong lĩnh vực kinh doanh thời trang riêng. 2. Lê Âu Ngân Anh. Là cô hoa hậu đại dương có cả rộ meme, thời điểm đăng quang vào năm 2017, Lê Âu Ngân Anh từng nhận nhiều lời chê bai về nhan sắc. Thậm chí, cô còn bị khán giả đòi tước danh hiệu hoa hậu do lùm xùm chỉnh sửa nhan sắc trước khi tham gia cuộc thi. Đôi môi sưng phồng gây nhiều tranh cãi được nàng hậu chia sẻ do bị dị ứng mà ra. Sau khoảng thời gian sóng gió, Ngân Anh đã quyết định rút lui khỏi giới giải trí, chuyên tâm theo đuổi con đường học vấn. Phong cách của Lê Âu Ngân Anh ở thời điểm hiện tại vô cùng nhẹ nhàng, nữ tính và rất được lòng cư dân mạng. Hiện tại, nàng hậu đang có cuộc sống rất viên mãn bên gia đình nhỏ của mình. 3. Đặng Ngọc Hân. Năm 2010, khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đặng Ngọc Hân cũng từng gây ra tranh cãi về nhan sắc. Người đẹp sinh năm 1989 bị công chúng chỉ trích khi có gương mặt nhạt nhòa, thiếu ấn tượng. Vóc dáng cũng bị đánh giá là thừa cân. Sau 14 năm lên ngôi, nhan sắc của Đặng Ngọc Hân đã khác hẳn khi xưa. Diện mạo nàng hậu toát lên sự rạng rỡ, sang trọng và phúc hậu. Hiện, người đẹp đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã. 4. Mai Phương Thúy. Cùng trường hợp với Ngọc Hân và Kỳ Duyên, Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy cũng từng trở thành tâm điểm của dư luận khi sở hữu nhan sắc gây tranh cãi. Lên ngôi năm 18 tuổi, Mai Phương Thúy gây ấn tượng với chiều cao 179,5cm, nhưng visual đã bị dìm đáng kể bởi lối make up và làm tóc khá dịu khi ấy. Hiện tại, dù cân nặng đôi lúc trồi sụt, nhưng visual của Mai Phương Thúy đã thăng hạng hơn hẳn. Tuy không còn hoạt động nghệ thuật nhiều mà chủ yếu dành thời gian cho việc kinh doanh, nhưng Mai Phương Thúy vẫn luôn giữ được sức hút với khán giả.